Dạ, kính thưa Đức Thầy, và trước khi bước sang phần giấc đáp, xin phép Thầy được cho chúng con được giới thiệu lên Thầy tên họ của mỗi phái sinh chúng con, để Đức Thầy chứng minh cái thành tâm của tất cả 38 phái sinh nam nữ hiện diện của khóa 3 chúng con tại đây. Dạ, chúng con xin được phép giới thiệu anh Hồ Văn Huệ để lên đây đọc danh sách về khóa sinh nam. Chị Nguyễn Thị Cấp sẽ lên để đọc danh sách của khóa sinh nữ. Thì xin mời khóa sinh mỗi khi có nghe tên mình thì xin đứng dậy để cho thầy biết mặt. Xong rồi thì ngồi xuống, mình sẽ đọc tiếp tên khác. Thưa thầy, sau đây là danh sách của những thí sinh nam. Con xin phép đọc từ các bạn từ lớn tới nhỏ. Thứ nhất là bác Nguyễn Phúc Nhung. Thứ nhì là Vũ Danh Nguyễn. Thứ ba là Lục Vân Khanh. Thứ tư là Nguyễn Công Minh. Thứ năm là Huỳnh Linh Sơn. Và thứ sáu là con là Hồ Huệ. Thứ bảy là Phạm Nhân Được. Thứ tám là Nguyễn Ngọc Thạch. Thứ chín là Khương Vũ Võ. Thứ mười là Nguyễn Hoàng Long. Thứ mười một là Phạm Văn Khanh. Thứ mười hai là Đoàn Quốc Trấn. Thứ mười ba là Phan Thanh Quang. Thứ mười bốn là Trần Minh Quang. Thứ mười lăm là Đặng Văn Công. Thứ mười sáu là Bằng Huệ Thành. Thứ 17 là Lý Vi Kim. Thứ 18 là Lý My. Thứ tất cả là 18 anh em nam thí sinh. Bác sĩ thí sinh kính thật. Con xin được phép giới thiệu các khóa sinh nữ của khóa ba khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà. Con xin cho theo thứ tự tuổi từ lớn tới nhỏ. bác Trung Ngọc Ngọc Hoài, bác Sắc, bác Sức Kim Anh, chị Trương Thị Thảo, chị Nguyên, con là Nguyễn Thị Cát, chị Võ Thanh Nhạc, chị Nguyễn Thanh Tư, chị Nguyễn Thị Tư, chị Trương Quỳnh Mai, chị Nguyễn Thị Sinh An, chị Lý Nhân Nhạc, chị Nguyễn Thị Khảo, em Hồ Mỹ Thanh, em Nguyễn Thanh Thủy, em Nguyễn Kim Ngọc Long. Tiếp theo đây, con xin được phép giới thiệu thầy em Nguyễn Quốc Hòa lên để lo cái phần vấn đáp. Thưa thầy, con được Đức Phật đạo đây lên điều kiện của lớp học hôm nay để mở đầu buổi sinh hoạt. Xin mời các bác anh chị có ai có câu hỏi gì lên để thầy giải đáp.
Dạ thưa, thưa thầy, có bạn đạo có nói là về tập niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta nên cố gắng tập từng chữ một, như là tập chữ Nam, cố gắng ngồi niệm chữ Nam trong nhiều giờ xem, để xem đồng điện Nam là nó đi từ đâu tới và nó ngừng lại ở đâu. Thì xin thầy cho biết ý là chúng con có nên làm như vậy hay không? Nam Mô A Di Đà Phật nó phải liên tục. Mà Nam phải hiểu cái nguyên lý là Nam thập phương Nam lửa mới đinh chỉ hướng Nam, nó mới sẹt ra lửa phát sáng ra. Mô chỉ rõ vật vô hình trên bộ đầu của chúng ta. Khi mà niệm quen rồi, nó nhớ cái ý vừa tưởng đó, là chúng ta thấy được cảnh giới bên trên. A nhâm quý gồm thân nữ thận, là cái thận thủy với điển bên trên hai cái phối hợp. Khi mà chúng ta niệm đều thì cái dây nó đi lên, nó chuyển đi lên, trở về không thanh nhẹ. Đà ấy sắc vàng bao trùm cả cả. Lúc đó là hai cái thận, thận thủy điển, cái ốc hai cái nó tương giao phát sáng rồi. Khi mà chúng ta tự nói tới chữ đà thì cái thân sắc của chúng ta nó sáng, xung quanh nó phát sáng. A di là nó đi lên, nó rút đi lên, chữ di nó đi lên, chữ đà là nó phát sáng. Phật là trở về với cái gốc tứ hải quy gia, ngay cái rúng chúng ta đó là bốn biển hợp một nhà. Ta biết được công chuyện của ta. Người tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật không nên xía vào chuyện của bất cứ ai. Hiểu cái nguyên lý là không có xía chuyện của người khác, được chúng ta mới thanh tịnh. Tức thanh tịnh chúng ta mới quán thông, mình biết chuyện mình và biết chuyện người để là tu, chứ không phải biết chuyện người đi làm thầy rồi tiếp tục nói dấu dốc bị kẹt thôi. Cho nên khai triển Nam Mô A Di Đà Phật là chỉ đi lên. Và tới lúc mà chúng ta niệm tới vô biệt niệm là nhớ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nhìn cái gì nó cũng nằm trong nguyên lý đó, cả vũ trụ, cả không vũ trụ cũng nằm trong nguyên lý đó, thì chúng ta dễ quán thông. Khi mà quán thông chúng ta mới thấy có hạnh phúc, mới biết được việc, chứ học chữ không biết được đâu. Nên thực hành trí sáng tâm minh mới biết được. À, còn cái mà nói niệm để hiểu từ chữ, cái đó là tôi không cần thực hành cái đó, từ nào giờ tôi chỉ niệm liên tục thôi. Thì các bạn muốn làm riêng cái đó là làm, chứ còn tôi thực hành là phải niệm liên tục từ đi tới trụ của đầu. Từ lúc đó nó quán thông từ cái một. Mà bây giờ chúng ta có giấy trắng màu đen, dễ hiểu lắm. Xin chào thầy. Cảm ơn cô. Kính bạch thầy, con xin phép thưa thầy hỏi qua từ thầy giải thích con hiểu. Trong kinh Di Đà có nói nhất cứu Di Đà vô biệt niệm bác lao rằng chỉ đáo tây phương, thì con không hiểu ý đó nghĩa đó thành nói thầy giải cho cái đó cũng như tôi nói là nãy giờ, nhất cứu Di Đà mà mình hiểu được cái câu Di Đà đó thì nó đi thẳng lên trên cái gì lục điển rồi, không có dùng danh từ ở thế gian, thì nó đáo tây phương chứ nó không đi đâu hết. Cái đường thẳng của nó highway có chạy gì chạy nó cũng đi tới cái chỗ đó. Cái đó cũng là cái nguyên lý highway đi về trời, dùng điện đi về trời. Con xin lỗi ơn thầy, con xin hết. Xin phật là kính thưa thầy, theo cách niệm Phật tử thì thầy nói trụ trên đỉnh đầu, thì con tập niệm thì trụ trên đỉnh đầu. Bây giờ thầy như con kéo xuống chú ý ngay chính giữa trán rồi tự động nó mới lên được trụ trên đầu. Mình niệm nhiều nó tự động lên đầu. Thưa thầy, chú ý ngay trung tim chân mày là để sửa cái tánh mình.
chú ý ngay trung tâm bộ đầu, rồi tự động nó sẽ mở lần lên từ chỗ trung thiên, rồi bằng lai, rồi tới Phật giới. Cuối cùng nó phải đi về đó, nhưng nó phải về trung tâm bộ đầu. Mà cái công năng mình làm được nhiều ngày thì tự nhiên nó phải tới. Cảm ơn thầy. Xin làm tất có dạ, kính thưa Đức Thầy, trong cái bài giảng về giải nghiệp tâm thì Thầy có nói là tôi phải luyện cái ngoài tai để ngoài tai, cái trước mắt để đi trước mắt, còn cái nội thức của chúng ta cho chúng ta để xây dựng bên trong, đào nó ra, mở nó ra. Kính xin Đức Thầy, vì cũng còn ngu si đần độn nên cũng xin Đức Thầy chỉ cho cách làm sao để đào nó ra và mở nó ra cho con. Nắm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mới mở ra, cho nên kỳ này cái phát triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là đào nó ra cho nó quân bình, nó mới vọt đi lên. Mình làm cái phương pháp để cho nó vọt đi lên, chứ không phải là lấy cái ý phàm mua giấy máy bay hay làm việc gì như là học chữ, không có. Cái này để tự nhiên và hồn nhiên xuất phát đi lên, niệm Phật cho nhiều nó đi lên. Kính thưa Thầy, theo lời bác Dung, con nhớ là sáng nay có nghe một cuốn băng Thầy cũng có nói về vấn đề đào nó ra. Thì lúc đó Thầy cũng có nhắn nhiều là sự nhịn nhục sẽ giúp chúng ta đào. Thì lúc ra ta ngậm miệng niệm Phật là đâu có cãi lộn gì, ta không nhịn nhục. Dạ, thì ra con thấy hai cái đó nó có liên hệ rõ ràng. Dạ, liên hệ rõ ràng. Dạ, xin cảm ơn Thầy. Niệm Phật là căn bản nhịn nhục đấy. Tiếng ta tốt. Mời nào là mời cô Mai. Dạ, kính thưa Thầy, khi mà mình đang niệm Phật đó Thầy, khi có một cái luồng điện ở ngôi phía bên tim và bên gan nó lên mà mình cũng sạch đó. Rồi nếu mà con cố gắng để cho tự động nó lên để mà khỏi tránh cái vấn đề sạch đó, thì nước mũi, nước mắt nó chảy ra, thì hiện tượng nó có tốt hơn hay là mình để khi mình để cho nó sạch mình kìm không nổi, mình ho ra như vậy nó có giải được cái trượng không? Cho nó lên trên nước mắt rồi nó chảy tốt hơn. Yeah. Còn cái trường hợp mà nó muốn sạch phải cố gắng làm pháp luân nhiều trong đêm, pháp luân thường chuyển á, yeah, nó mới giải được cái phần đó. Có nó trượt trong mình có nhiều, yeah, âm khí nhiều quá, phải chỉ làm lấy cái thanh khí điển qua vậy là làm pháp luân thường chuyển. Yeah. Con càng làm pháp luân thường chuyển nhiều rồi càng khỏe. Yeah. Ngày hôm qua con cố gắng không cho nó dương quá, làm pháp luân thường chuyển nó dương quá luồng điển trong mình. Yeah. Cái âm là nó chỉ kích thích cho mình dục mà thôi, mình, yeah, giải nó ra nó hết. Yeah. Thường thường thì nó con chịu nổi nó sạch, nhưng mà ngày hôm qua con ráng để thả lỏng bình thản cho nó lên, thì khi nó giải được lên thì mũi nước mắt nó chảy. Cứ cho nó chảy ra là cái trượt nó đi đó. Thấy rõ ràng. Dạ, yeah, cảm ơn Thầy. Cảm ơn Thầy. Cảm ơn Thầy. Có không? Cảm ơn Thầy. Nếu không có thắc mắc về đạo thì bạn có thể hỏi về rồi. Kính thưa thầy trong băng Nam Mô A Di Đà Phật, Thầy có nói nhớ khó hơn niệm. Nhớ khó hơn niệm, xin thầy giải thích cho con hiểu. Nhớ khó hơn niệm, vì nhớ suốt ngày suốt đêm cái đó khó, phải niệm quen rồi nó đi tới nhớ. Bây giờ bắt con nhớ chập con làm gì con quên.
Nhưng khi mà nó trâu rồi là tự nhiên làm gì cũng ở trong cái dịp đó thôi. Làm rất sáng suốt, rất đàng hoàng. Niệm thường niệm là niệm quen, thế rồi nó lên trên đầu, nó trụ, chú ý ở đây, thế rồi nó điểm thấy nó nặng nặng ở đây, nặng nặng ở đây, nặng nặng ở đây, nặng nặng ở đây, nó tới đây, đã hết rồi. Tới đây là sáng, có chuyện gì mà buồn bực, con nghĩ tới chỗ đó để giải quyết, là xong. Không cần đi kiếm ông luật sư gì hết, trên đó là giải quyết sáng suốt lắm. Như vậy là niệm quen rồi mới nhớ. Niệm quen mới được. Ban đầu phải tập cái nhịp tim nó niệm lần lên mà trụ được trên đầu rồi. Mà nó phải nhìn thẳng chỗ này để nó đổi cái tánh. Nhìn chỗ này nó mới sửa, nhìn thẳng trung tim. Nó trụ lên lên rồi, tự nhiên con đi tới chỗ nhớ. Nhớ nó khó hơn là niệm. Chứ phải lâu ngày, nhiều tháng mới đi tới nhớ. Nói cái chuyện nhớ thì dễ, mà muốn nhớ thật sự cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không phải dễ. Trong cuốn băng có nói Nam là cái gì, Mô là cái gì, A là cái gì, Di là cái gì, Đà là cái gì, Phật là cái gì. Mình phải nghe và chú ý nhớ cái nguyên lý đó. Khi mà thầy nói nhớ cái nguyên lý, tức là nhớ cái ý nghĩa của nó. Ý nghĩa của nó. Và tự nhiên nó bừng sáng là con không bao giờ quên. Suốt đời con không quên nguyên lý đó. Rồi nhìn đâu thấy cũng ở trong nguyên lý. Bởi vì cơ tạng con là năm nước lửa gió đất, nó hội tụ đó, nó thành cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, sức mạnh tiến hóa đi về trời. Di Đà nhất cứu vô việc niệm, một câu không có nghĩ tầm bậy, cứ niệm đó hết rồi nó nhớ, đó là đường đi về trời. Con xin cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Mời chú hỏi. Thầy xin hỏi thầy, vấn đề mà điển nó rút lên bộ đầu đó có phải là hình thức nhớ thì không? Nhớ, ở đó mình sẽ nhớ luôn, cứ nhớ cái đó. Thay vì nhưng mà nó rút tối ngày sắp đẹp. Dễ là tốt. Là mình nhớ vô biên niệm chỉ có một đường đó là đi về trời đó. Dạ thì dạ thầy xin hỏi thêm thầy là như anh bạn Dung đó, anh Dung cũng nói với con là khi nó nhịp như vậy mình nằm mà chứng minh nó nhờ chứng minh không được, vì nó nhịp hoài chứng minh nó lại nhịp mạnh thêm nữa. Không cần làm chứng minh cũng được. Nếu có ăn nhiều mình mới lo làm chứng minh giúp cho bộ ruột nó tốt. Dạ. Còn nếu không mình êm ả cứ nằm đó thì nó ngủ như một giấc chiêm bao sáng suốt. Kêu dậy lúc nào cũng tỉnh, trả lời đàng hoàng, nhờ chỗ đó nó rút. Người có một cái lạ là như có cái chuyện gì mà sắp xảy ra thì cái tim cái trên đầu nó nhịp mạnh. Biết trước mà. Hồi nào giờ ông làm thầy bói, nhưng mà ai tới hỏi gì mình cũng nói đại, tự nhiên nó ra. Bởi vì đối phương cũng nằm trong nguyên lý đó mà chưa tập trung. Mà mình tập trung rồi mình chịu quá dài cho đó. Nói thêm mình gặp ra công chuyện của họ. Nói chuyện thêm mình gặp ra công chuyện của họ. Hồi nào giờ đó học thầy bói. Nhưng mà nói được. Này vừa rồi. Hồi nào học tập có cái gì không? Kính thưa thầy, để tiếp theo lời anh Thùy có nói là như vậy là nhớ nguyên lý. Vậy thưa thầy, trước chúng con có học qua thì một số anh em cũng mong là được thầy giải thích rõ thêm một chút nữa về nguyên lý của sáu chữ đó. Thì thầy nói ví dụ thầy nói Nam thập phương Nam lửa đến đêm thì có nghĩa là gì thưa thầy? Nam là chỉ có hướng trời, phương Nam của hướng trời, nó mới sạc lửa bính đinh, cũng như hai cái điểm nó sạc ra được ở chỗ đó của trời hướng Nam nó mới có lửa. Mà về đây mình tập trung để cho trung tim chân mày tế sáng ra thì mới lửa với lửa nó mới hòa hợp, nó mới đi lên. Thưa thầy, tức là lửa với lửa, tức là mình với trời đất hai cái thì... trời trên trời nhưng với đất trên trời thiên giới
và mình tại liên hệ với nhau. Tại thì khi mình niệm là cái hồn mình nó hướng về, bây giờ nó sáng, nó tập trung, mô đi trong nó mới sáng. Cho nên trước hồi trước tu nhắm mắt thấy nó cạn sạch, thấy đen xì cột kia thôi, nhưng lần sơ hồn tu thét thì nó thấy cũng đen mà nó rộng, nó lật đi lật lần nó đi tới sáng, thấy mặt trăng lưỡi liềm, rồi thấy ánh trăng sáng. Rồi lúc mà chúng ta thấy sáng rồi, ta làm pháp luân thường chuyển, cái ý vừa nghĩ tới đại chúng đại tôn đồ ba đạo là cơ tạng chúng ta được sáng, nó mới thanh nhẹ cho đó, mới thiền được lâu. Ông đạt tới cái đó thiền không được lâu, lo chuyện đời nhiều quá thiền không được lâu. Thế thầy, tức là mình con người bản thể của con người ta cũng có cái phần điểm trước đó, và bên trên cũng có cái phần điểm trước đó. Đúng. Khi nó làm một cái video chi tiết như vậy, thưa thầy, bây giờ thầy nói là mô chỉ rõ luật vô hình, thưa thầy là cái gì chỉ cái khi mà nó tập cái tâm của mình ấy, phàm tâm này nó giờ tới trung tâm bồ đào rồi là nó sáng lên, nó thấy rõ vật vô hình. Thế gian nó vật vô hình mà chúng ta nhắm mắt nó thấy, cái đó là hữu hình của người tu, thấy rõ ràng. Mà ở thế gian là vật vô hình, không thể thấy được. Thế thì tại sao nó thấy được? Tại sao khi mình chủ đó mình lại thấy được? Chủ đó thấy được, bởi vì mình về tới cái giới đó. Mình ở cõi vô hình mình mới thấy chuyện vô hình chứ. Thưa thầy, nhiều khi con có thấy mà con không hiểu tại sao tự nhiên lại thấy. Thì cái điển của mình tự nhiên như vậy đó, nó lên trên bộ đầu thì thấy được. Thưa thầy, là nó thấy cái gì ở đâu vậy thầy, mà mình lại thấy cái đó? Thấy cái cảnh ở bên trên, mình trình độ tới đâu mình thấy cái đó. Còn mình thấy nhiều rồi mình đi học nhiều. Trên đó người ta cũng nhiều cái class để mà dạy mình, trong một chút người ta chiếu điển là mình biết rồi. Cho nên tôi lấy thiền một thời là cũng như đi học một khóa như vậy đó. Nhiều lắm, nhiều chuyện học đó. Thế thầy còn A, nhân quý, gồm thôn nơi thận. Nhân quý rồi, nhân quý quá sanh thủy, thủy điển tương giao, nước với điển trên bộ đầu hai cái tương giao. Cho nên người ta tâm thận ổn định, ngủ ngon, mà tâm thận bất ổn là ngủ không được. Nó liên hệ với nhau, thận thủy mà, đường nó đường đốc mặt. Thế thầy, thế nó có liên hệ gì với bên trên cảnh khôn không? Có liên hệ chứ. Nó là một cái cơ hình của tiểu thiên địa, chủ của tiểu thiên địa, thuộc về điển giới. Có liên hệ hết đó. Thế thầy, thế xong trong vũ trụ thì gì là gì thầy? À? Thế trong vũ trụ thì di là gì? Di là phát triển, đi lên đó. Tinh khí thần chúng ta trụ, cơ tạng chúng ta tinh khí thần, không có tham dục thế gian thì kinh khí thần nó trụ. Vừa nhắm mắt là nó phát triển, nó càng ngày càng đi lên cao, thấy nhẹ như pháo thăng thiên, như quả tiễn vậy đó. Thế thầy, còn di ở trong người là gì? Di là tinh khí thần. Ba luồng điển tinh khí thần quan trọng. Trong cơ tạng không có tinh thì không có khí. Tinh qua khí, khí qua thần. Khi mà những người tham dục nhiều, sáng đi làm mệt mỏi, chặt ngáp, chặt lo này kia nọ, nghĩ thông suốt. Cho nên người nào mà giữ được chất tinh phải mạnh. Cho nên người ta tu trong chùa, tu lâu năm, đem đốt xác, họ có xác lợi. Lâu ngày có tinh, thành viên viên. Thưa thầy, đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, có nghĩa là sao? Thì sắc vàng, khi mà chúng ta trụ ba cái đó trụ rồi, chúng ta thấy rõ, ta đi nhẹ nhàng. Nói về phần hôn đó, có ánh quang đặc quả. Thấy bộ đầu có hào quang, cơ tạng chúng ta sáng, sáng lạng lên. Đi một lần về hãnh diện đó. Còn ở thế gian thì cái luồng điển của chúng ta càng ngày càng mạnh. Những ma quỷ cách 40 thước không có bước vào chỗ thể xác chúng ta được, vì cái energy nó mạnh hơn, sáng. Thế thầy, đà trên trời là gì? Đà là ánh sáng, nó tụ cái hình rồi nó thành ánh sáng, đi được.
Cho nên thầy nói Phật hay thanh tịnh ở nơi mình, hay có ai thân tịnh ở đó mình, mình đi tới đâu mình biết, hay tức là biết đó. Mình biết được chứ không phải là hoặc là không, mình biết rõ chuyện của mình mà lo tu và đi tới nữa. Thì với như vậy á, khi mà gặp Như Lai Phật Tổ không có bị quở nhiều, tu mà không biết mình thì bị quở chắc. Tu biết mình không có làm gì sai quấy, ngày đêm cứ chung đúng nung đúc cái đường đi về nơi thanh tịnh, phát triển tâm từ bi. Thế thật vậy thì trên vũ trụ Phật là thanh tịnh. Thanh tịnh. Không thanh tịnh không được lên tới đó. Cái trình độ khác rồi. Cho nên các bạn tu ở đây rồi, dứt bỏ chuyện đời lần lần có thể bỏ hết của nó làm sao? Nếu bỏ hết thì chết đói không? Nó còn no hồi xưa. Vừa ăn điển, vừa ăn tiền, ăn một cách đạo đức thì người làm thương mại sẽ khá lên. Mà khi khá là mình phải từ bi là phước gì, có gì hết. Thưa Thầy, như vậy có phải là như anh Thủy hỏi, tức là khi mình nhớ nguyên lý như Thầy nhắc, tức là mình nhớ phần hồn so sánh với đại vũ trụ và mình niệm cái phần hồn đó cho nó mở ra. Mình nhớ phần, nhớ cái tâm của mình, cái chân tâm mình nhớ. Nhớ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, mình chỉ quân bình ở nơi điển giới mà đi đứng. Chứ con người ở thế gian còn quân bình mà, đứng được đi được mà. Mà chúng ta mất quân bình làm sao lên tới cảnh giới được. Người quốc mất quân bình ngồi thiền chập cái đầu nó nặng, nó gục xuống, nó phát triển được. Mà ngồi ngay ngắn nó mới phát triển. Cái luồng điển chúng ta tới đó yếu, chịu không nổi, đi xuống. Nhẹ mà không đủ nhẹ thì không lên được. Phải đủ nhẹ mới lên được. Đi học ở thế gian có trình độ, lên trên cũng phải có trình độ tu học. Cho nên người ta, những người tu hồi xưa ta cố gắng thiền hoài không có đi đâu. Lo tu nhiều hơn. Nên chúng ta người ở thế gian mà lo tu nhiều hơn và làm việc tận tâm đâu có đói. Không có đói. Đi làm công họ cũng thương, mà muốn bán họ cũng thương, không ai ghét. Cái đây là đang khai triển nguyên lý để hội tụ rõ rệt cái phần hồn của chính chúng ta có thể về trời, chứ không phải là mua cúng lạy để được về trời, cái đó không có trúng. Cái đây mình có quyền gom tụ thì mình hành cho đúng, nó sẽ gom tụ. Đó là cái vốn xa xưa chúng ta có mà bị mất từ bao nhiêu kiếp làm người. Bây giờ phải cố gắng tu nó mới trở lại được. Đã mất lâu lắm rồi. Bây giờ trở lại thanh tịnh nó mới hội tụ. Hội tụ rồi là ở trong nguyên lý đó thì không có xa. Mà nắm được nguyên lý đó lên cửa trời, quỷ cũng có đánh mà không ai phá mình. Nhìn nhục tối đa rồi, không có phản kháng bất cứ ai hết.